nó dàn đều hết các bạn. Chỗ này là hơi hơi bị khét một xíu, và cái mặt dưới của mình rất là ngon, tuyệt vời luôn. Với cái lò nướng rẻ tiền nhà mình làm được điều này là quá một điều rất là tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem. Cái vị này là mình làm rất là nhiều lần rồi, nó rất là ngon, nhưng mà đôi khi mỗi lần làm là mỗi lần mình chỉnh sửa lại công thức. Cái thịt heo quay á, mình mua về á, mình rửa sạch cạo lông rồi các bạn, thì mình sẽ được một miếng heo quay như thế này nè. Các bạn nào muốn ngon á, thì mình sẽ cắt cho nó vuông vức để mình ra một miếng heo quay cho nó đẹp nha. Còn nếu không á, thì mình cứ làm như vậy để mình khỏi bị mất. Thì hồi sáng mình mua nguyên miếng này tới 1,2 kg lận. Thì các bạn có thể làm từ 1 kg cho tới 1,2 kg nha. Bây giờ mình sẽ nấu nước sôi để mình trụng cái phần da cho nó căng ra trước đã, rồi mình mới ướp gia vị nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt vào đây nửa lít nước. Nấu cho sôi nha các bạn. Bạn nào muốn nhanh thì mình có thể dùng cái nước đun sôi cho nó nhanh. Khi mà nước đã sôi rồi thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng giấm. Mình dùng cái phần giấm 5% này nè các bạn. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng giấm. Cũng là cái muỗng ăn canh nha các bạn. Rồi mình sẽ trụng cái phần da. Mình không trụng cái phần thịt, mình trụng cái phần da cho nó săn lên. Các bạn làm sao cho thịt nó đừng thấm vào nước, nó sẽ bị chua, cái giấm nó sẽ bị chua. Mình sẽ để cái phần da xuống. Trong vòng 5 phút rất là nhanh nha các bạn. Rồi sau đó mình vớt ra, tắt bếp. Sau khi mà mình trụng xong á, thì miếng thịt nó, cái miếng da nó sẽ tái như thế này không sao hết nha các bạn. Mình sẽ thấm cái nước cho nó, nếu mà nó có nước giấm mà nó có thay dính ở phía ngoài nè, cho nó không có dính nha. Nhưng mà nó nhanh lắm, nó không sao hết các bạn. Đó. Bây giờ á, cái da của nó đụng nước giấm nó bị tái màu á, không sao hết. Mình sẽ cạo bớt. Rồi. Mình có thể là trước khi mình ướp thì mình tỉa tót lại cái miếng da, miếng thịt mình cho nó đẹp các bạn. Giả sử như cái này nó không được đẹp, nó không thẳng thì mình cắt cho nó thẳng. Mình cắt thì nó sẽ dư để mình sẽ nấu canh. Mình sẽ nấu canh hay mình làm gì đó ăn cũng được các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắt ba, các bạn cắt cỡ một lóng tay á, các bạn sẽ nhìn thấy á, cái heo quay miếng hoặc là cái heo quay con ở Việt Nam á, người ta sẽ cắt như thế này nè, để mình ướp gia vị nó thấm vô tuốt tới ở trong. Các bạn đừng có cắt sâu quá xuống phần da nha, nhưng mà mình cũng phải cắt sâu sâu để cho gia vị nó thấm đều. Bây giờ mình sẽ làm cái gia vị để ướp cho cái thịt heo quay của mình nha các bạn. Cái heo quay của Việt Nam mình nó rất là đặc biệt các bạn, nó thơm mà nó rất là ngon. Nhưng mà cái gia vị nó rất là vừa ăn. Các bạn không nên niêm lạc quá thịt của mình, sau khi mà nướng xong, quay xong sẽ không ngon. Cho nên nó mình niêm vừa. Khi mà mình niêm vừa thì mình ăn với bánh hỏi, với bún, mình chấm thêm nước tương hoặc nước mắm nữa là nó rất là tuyệt vời. Cho nên cái gia vị này nó vừa ăn nha các bạn. Mình thấy một số nơi người ta ướp heo quay miếng rất là lạ. Mình sẽ ướp vào đây là 1 muỗng muối. Mình sẽ dùng cái muỗng này là cái muỗng ăn phở, cái muỗng ăn canh đó các bạn. Muối nó cũng không có lưng lắm nha các bạn, nó vừa như thế này. 1 muỗng muối. Tiếp theo là một nửa muỗng đường, phải có một xíu đường nó mới ngon các bạn. Thì mình cũng cho nửa muỗng đường như thế này. Mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng hạt nêm.
và mình dùng cái bột tỏi để khi mà mình nướng thì nó không bị cháy cái tỏi của mình đó các bạn. Cái này các bạn vô siêu thị các bạn mua nó rất là nhiều, phổ biến lắm. Cái bột tỏi mình sẽ dùng 1 gốc tư của cái muỗng này. Nếu mà các bạn đông cái muỗng cà phê thì nó sẽ là 1 muỗng cà phê. Mình để cái bột này lâu quá nó bị khô lại. Và mình sẽ có là 1 miếng chao đỏ. Chao nó giúp cho cái heo quay của mình có một cái vị rất là đặc trưng các bạn, rất là ngon. Nhưng mà hôm nay mình không có cái chao đỏ thì mình dùng cái chao trắng cũng được. Nếu mà các bạn nào không thích cái vị chao thì không cho vào cũng không sao nha. Mình sẽ cho 1 miếng chao như thế này với lại 1 miếng nước. Các bạn dùng chao đỏ rất là ngon nha. Và mình sẽ dùng 2 muỗng cà phê rượu mai quế lộ. Bắt buộc phải có rượu mai quế lộ. Các bạn không có rượu mai quế lộ thì các bạn dùng rượu thơm nha. Có rượu mai quế lộ thịt mình nó mới thơm ngon. Mình dùng từ 1 tới 2 muỗng cà phê. Mình sẽ cho vào đây ngũ vị hương các bạn. Ngũ vị hương là nó làm nên cái thành phần của thịt heo quay của mình á. Mình sẽ cho một muỗng nhỏ mà nó không có đầy như thế này nè. Và cuối cùng là nếu mà các bạn không ăn bột ngọt á thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê nước tương. Mình có thể cho vào đây 1 xíu tiêu cho nó thơm. Chỉ 1 ít thôi các bạn. Rồi mình khuấy hỗn hợp này lên rồi để một lát mình sẽ ướp. Mình ướp vào trong thịt. Các bạn có thể nêm thử cái gia vị của mình nha. Nó rất là thơm. Đây là cái chén hỗn hợp. Cho cái hỗn hợp này nó thấm đều vào trong thịt. Các bạn lưu ý là đừng để nó thấm vào cái lớp da nha, cái lớp bì á. Tại vì cái lớp bì một lát mình sẽ có cái công thức ướp khác để giúp cho da giòn. Mình sẽ ướp cho nó thấm tuốt ở dưới trong đây luôn nha các bạn. Nó thấm đều mới ngon nha các bạn. Chỗ lạt chỗ mặn thì không ngon. Thì khi mà mình ướp xong thì mình lật trở lên và mình lau. Mình lau nếu mà gia vị nó thấm vào trong cái lớp bì của mình. Các bạn sẽ dùng cái mũi nhọn của cái dao này. Hoặc là các bạn dùng những cây xiên que. Nó có những cái mũi nhọn như thế này nè. Hay đơn giản là các bạn có thể dùng những cái nĩa mà nó có cái đầu nhọn, mình sẽ xăm lỗ. Mình sẽ xăm đều nha các bạn. Xăm đều không có xuống cái lớp mỡ, nhưng mà phải xăm cho nó sâu xuống lớp da. Thì khi mà mình nướng nó mới nổ nha. Các bạn nhớ mình phải xăm cho nó đều và nó kỹ nha. Các bạn thấy lỗ chi chít mình xăm không? Phải xăm thiệt là nhiều và kỹ nha. Đó, mình xăm nó bị lủng nhiều vậy đó. Xăm thật là nhiều là kỹ, khi mình nó nổ miếng thịt nó mới đều nha. Bây giờ mình sẽ ướp cái phần da này. Nửa muỗng cà phê muối. Và 1 muỗng giấm. Giấm hồi nãy ra mình luộc bì, mình luộc da các bạn. Rồi mình sẽ cho 1 muỗng cà phê giấm. Rồi bây giờ mình sẽ khuếch cái hỗn hợp giấm với muối lên cái da. Cho nó thấm vô cái lỗ hồi nãy mà mình xăm á các bạn. Và mình sẽ ướp trong tủ lạnh ít nhất là 3 tiếng đồng hồ. Các bạn nào ướp qua đêm càng tốt. Mình để trong ngăn mát tủ lạnh á.
Một số người mình thấy ngày xưa người ta làm là người ta phơi nắng á, nhưng mà mình phơi nắng thì cái lớp da nó ngon chứ cái phần thịt nó không ngon. Cái thịt của mình đã ướp được qua đêm trong tủ lạnh rồi các bạn. Bình thường là các bạn có thể ướp khoảng 4 tiếng đồng hồ là thịt mình có thể quay được rồi. Nhưng mà do mình bận việc quá mình để tới 2 ngày luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra mình nướng. Thì bây giờ chuẩn bị nướng thì các bạn nhớ là mình sẽ bật là nướng trước 20 phút trước khi mình nướng nha. Bây giờ mình sẽ gói cái thịt của mình lại để mình nướng. Mình gói kín hết với cái phần thịt, mình chỉ cừa cái phần da lại như thế này là đầu tiên. Cái lần nướng thứ nhất là mình sẽ nướng cái lớp da này trước. Và để cho cái lớp da này nó giòn á, thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ quét vào lên đây một cái nước hỗn hợp giấm. Cái phần giấm là cái phần giống như là giống như hôm bữa mình ướp rồi á các bạn. Giấm 5% này. Mình chỉ thoa lên để cho nó ướt. Chứ lần trước là mình đã ướp cái giấm rồi trong đây. Bây giờ mình thoa lên cho nó ướt da heo đi. Thường là mình nếu mà mình không có luộc cái miếng thịt cho da nó căng cứng như thế này thì mình sẽ để nó trong tủ lạnh cho thật là khô ráo, cho nó thẳng như này mình thì lúc mình nướng nó mới căng, nó nổ đẹp nha các bạn. Đó là lý do tại sao mà ngay lúc đầu tiên là mình luộc cái lớp da cho nó căng cứng ra. Thì mình sẽ dùng muối thoa một cái lớp trên cái bề mặt. Tốt nhất là các bạn dùng muối hột. Nếu mà không có muối hột thì các bạn dùng muối tinh, muối mịn cũng được. Nhưng mà muối bọt nó sẽ cho cái đẹp hơn á các bạn. Thì mình sẽ cho muối vào bên đây. Cái lượng muối nó không có quy định là bao nhiêu, miễn sao các bạn cho được một cái lớp muối lên trên đây để cái lớp da nó tiếp xúc là được rồi. Dàn đều cái phần muối nó ra ở trên cái phần da nha các bạn. Rồi, khi mà mình dàn muối đều hết như thế này thì mình sẽ chờ lò của mình nóng đủ 20 phút. Các bạn sẽ bật lò trước 20 phút với nhiệt độ là 200 độ C cho lần nướng đầu tiên. Lần nướng đầu tiên là mình nướng với cái lớp da như thế này. Cái lò của mình là đã bật được 20 phút rồi các bạn. Bây giờ mình nướng nửa tiếng thì mình bật sẽ nửa tiếng. Lần nướng đầu tiên này là mình nướng cái lớp da, cho nên mình sẽ để khay ở giữa cho cái lớp da nó tiếp xúc gần như ở phía trên lửa trên để cho nó nóng. Do đó mình sẽ để cái khay là khay giữa, từ trên đếm xuống là khay thứ hai nha các bạn. Nướng trong vòng 30 phút với nhiệt độ là 200 độ C. Thì lần nướng đầu tiên này là chủ yếu mình nướng cái lớp da, do đó mình sẽ để cái khay này nằm ở giữa, từ trên đếm xuống dưới là nó nằm ở nước thứ hai, cho cái bề mặt của lớp da nó tiếp xúc nhiều ở trên cái lửa trên đó các bạn. Nhưng mà mình đang bật chế độ là hai lửa và có đối lu nha. Cái heo quay của mình là nướng được 30 phút rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy heo quay ra nha. Mình vẫn để lò nha các bạn. Wow, lớp trên heo quay vàng ngon chưa. Mình sẽ lấy heo quay ra khỏi lò và mình sẽ lấy hết cái lớp muối này. Mình sẽ bỏ cái lớp muối này nha các bạn. Cái thịt của mình nó tương đối là đã chín rồi nhưng mà nó chưa có vàng á các bạn. Cái bề trong là nó đã chín ngon, rất là ngon luôn. Cái phần này là mình sẽ dùng giấy để mình lau cho sạch những cái muối
để cho nó mặn cái heo quay của mình nha các bạn, cả ở phía dưới nữa. Nếu mà các bạn kỹ thì các bạn sẽ thay cái miếng giấy này luôn, nhưng mà do cái miếng heo quay của mình á, hôm nay á là nó mở khá là nhiều cho nên nó sẽ còn nước như thế này, cho nên mình sẽ không thay luôn. Mình sẽ lau sạch muối dính ở trên cái miếng thịt heo quay của mình nha các bạn. Nếu mà muối nó rớt xuống đây thì các bạn là thay một cái giấy bọc khác. Của mình hôm nay nước khá là nhiều luôn á các bạn. Nước nè, nước mỡ nó tuôn ra nè, các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn nè. Trong trường hợp mà các bạn nướng mà nó ít thịt heo, nó ít mỡ, nó không có ra nước thì các bạn khi mà nướng lần hai thì mình sẽ chế nước sôi vào đây. Có nước thì nó sẽ giữ cho cái thịt của mình giữ có độ ẩm và nó không có bị khô. Mà do cái thịt của mình nó đã có cái nước mỡ nhiều như thế này rồi thì mình sẽ không cần chế vào nữa. Thì bây giờ mình sẽ bỏ trở lại vào lò và nướng 15 phút cho bắt đầu da nó nổ lên. Vẫn nhiệt độ là 200 độ nha các bạn. Nếu mà nhiệt độ lò của bạn, nhà bạn yếu thì các bạn có thể dùng 250. Bây giờ mình sẽ nướng cho da nó nổ lên và cái miếng heo quay của mình nó giòn. Thì đây là cái thời gian mà các bạn sẽ canh cái miếng heo quay của mình nó như thế nào. Nếu mà nó chín ở phía nào nhiều, nó vàng ở phía nào nhiều thì mình sẽ lấy giấy bạc mình che lại ở phía đó để cho nó không bị khét. Tại vì cái thường là những cái lò nướng gia đình này á, thì nhiệt lúc nào nó cũng không có đều hết á. Cái heo quay của mình nghe lỗ lớp bớp này nè các bạn, nó bắt đầu nó nổi những cái da giòn, bắt đầu nó nổ lên rồi đó. Phía cao cao thì nó nổ nhiều hơn, tại vì cái miếng thịt chỗ đó nó cao hơn, nó gần với cái thanh nhiệt ở trên hơn. Cái thời gian nướng cho lần thứ hai cũng đã hết rồi các bạn. Mình sẽ kiểm tra cái miếng heo quay của mình như thế nào nha. Và nó nổ ở một bên thôi, tại vì do cái phần đó nó cao hơn cái phần bên đây nè các bạn. Vậy là bây giờ mình sẽ lấy ra để mình che nó bớt lại cái phần mà nó đã nổ rồi. Nó nổ không đều á, rất là ngon luôn, nhưng mà nó nổ chưa đều các bạn. Vẫn còn nướng tiếp cho nên các bạn theo dõi màn hình nha. Cái phần này nó sẽ cao nè, cái miếng của mình nó không đều á, thì bây giờ mình sẽ che một xíu, chừa cái chỗ nào là chưa có nổ. Che những cái phần heo quay đã nổ, còn cái phần nào chưa nổ thì mình để các bạn. Này nó chưa nổ nè. Đó. Và cái chỗ này nó bị thấp. Mình sẽ kê cho nó cao lên để nó dễ tiếp xúc. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào lò tiếp tục. Các bạn cứ như vậy và mình nướng cho hết nha. Mình nướng cho nó vàng, nó nổ đều hết cái lớp da của mình. Mình nên đổi chiều. Hồi nãy cái miếng cao này nè các bạn, nó nằm bên phía bên đây nè. Thì bây giờ mình sẽ đổi ngược trở lại. Mình cũng sẽ nướng cho đến khi mà heo quay của mình nó giòn. Là lúc cái da của heo quay nó bắt đầu giòn lên nè các bạn thấy không? Nó giòn lên, nó kêu xèo xèo. Cái lần cuối cùng mà mình nướng á thì mình không có đo cái thời gian. Tại vì khi nào mà vàng thì mình thấy vàng thì mình lấy ra. Chỗ nào mà nó chưa vàng á thì mình chỗ nào nó vàng rồi thì mình đậy lại. Chỗ nào chưa vàng thì mình nướng tiếp. Nhưng mà nãy giờ mình nướng lần thứ ba này cũng cỡ 20 phút rồi đó các bạn. Và ôi trời ơi, nó bị một cái lỗ phù to chỗ này nè. Mình sẽ kiểm tra cái thịt của mình nó như thế nào nha. Heo quay của mình nó rất là ngon các bạn, nhưng mà nó phù không đều. Ôi giòn, giòn ơi là giòn luôn. Là do mình xăm không có đều á các bạn. Chỗ này nó phù lên luôn. Nhưng mà nó rất là ngon nè các bạn. Đó thì bây giờ giả sử như khi mà mình nướng như thế này nè, mình muốn nó vàng hơn và nó vàng đều hết thì mình dỡ nó lên, mình cho nó vàng.
mình cho nó dàn đều hết. Chỗ này rất là ngon các bạn, nhưng mà cái này nó bị phù rồi. Xử lý sao ta? Nó giòn ơi là giòn luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào lò nướng lần cuối cùng cho nó đều hết, cho nó nổ đều hết nha các bạn. Cái này nó chưa thật sự, nó mới vừa chín tới, nó chưa vàng hẳn. Cái lò của mình là cái lò gia đình, nó nhiệt nó không đều cho nên nướng heo quay rất là khó. Mình sẽ bỏ vào lò lần cuối cùng để cho nó đều hết những cái mặt. Mình nướng thêm 5 phút cuối nữa thì nó đã vàng đều rồi. Đẹp, rất là đẹp các bạn. Bây giờ cái lúc mà các bạn nướng á, các bạn nên chế nước vào trong cái khay này nè. Thứ nhất là nước nó sẽ tỏ hơi làm cho cái heo quay mình nó không có bị khô. Thứ hai nữa là nó đỡ cái khay mình nó đỡ bị cháy. Do mình chủ quan là do cái heo quay của mình nó tiết ra nhiều nhiều nước trong đây nè, mình không có sợ nó bị khô. Nhưng mà cái khay mình nó lại cháy là mình chà rửa nó hơi cực. Ngon quá các bạn. Vàng ươm luôn. Mình sẽ chiêm ngưỡng lại lần cuối cùng cái miếng heo quay của mình nè. Đó, cái phần nước mỡ ở trong này nó rất là ngon. Cho nên á, nếu mà các bạn mà mua cái phần ba rọi mà nó mỡ ít á, thì heo quay của mình ngon, nhưng mà khi mà mình nướng á, thì mình phải chế nước vào để tránh bị khô nha. Còn như mình là nó tươm mỡ ra như thế này, heo quay của mình rất là ngon, vàng đều hết. À, nếu mà các bạn muốn nướng luôn cả cái bề này thì mình lật lại mình nướng nha. Vậy là mình sẽ nướng thêm cái bề này. Mình bỏ cái nước này đi các bạn ơi, bỏ cái giấy này luôn. Rồi, mình sẽ cho vào đây nướng một xí cho nó vàng ở phía dưới cho nó đẹp. Thật ra các bạn không cần nướng ở phía dưới cũng được nha các bạn. Tại vì heo quay mà mình không cần nó vàng phần dưới đâu. Nướng một xíu thôi. 220 độ C nha các bạn. Nướng nó càng nhanh càng tốt. Tại nếu mà mình để lâu quá mỡ nó chảy xuống cái lớp da, mình sợ cái lớp da nó sẽ bị yếu. Mình nghe nó xèo xèo nhiều quá, cho nên mình sẽ kiểm tra cho nó vàng chưa. Và nó vàng rồi bạn ơi. Vậy là miếng heo quay của mình nó vàng đẹp nè. Da thì giòn rất là ngon. Mình sẽ lật lại cho các bạn coi cái miếng heo quay của mình đây, rất là ngon luôn. Da các bạn có nghe tiếng mình gõ không? Nó kêu cớp cớp như vậy nè. Là nó giòn rất là ngon. Chỉ có một cái lỗi bị kỹ thuật vì do lúc xăm. Vậy là cái món heo quay của mình đã xong rồi đó. Rất là ngon, vàng đều, mặc dầu mình nướng cái lò rẻ tiền nhà mình. Nó rất là giòn. Khi mà các bạn nướng mà các bạn nghe ở trong lò nó nổ lớp bóp là mình biết là da giòn rất là ngon. Này các bạn thấy không, mình gõ nè, nó keo rất là ngon luôn. Thì mình sẽ cắt ăn thử nha. Các bạn không thể nào cắt, do nó khá là giòn mình phải chặt đó các bạn. Còn nóng quá. Rất là giòn luôn. Các bạn nhìn cái miếng heo quay của mình rất là ngon luôn nè. Ở nhà mình mỗi lần mà có tiệc heo quay á, mình hay xuống bếp mình xin mấy cô cái miếng heo quay á, mà nó giòn mấy cô chặt nó rớt nó bể ra như thế này nè. Mình thích ăn lắm. Ăn nó giòn rụm mà các bạn. Rất là ngon luôn. Chứ ai nói mình ngu chứ mình thích ăn cái da heo. Tuyệt vời lắm các bạn, ngon quá. Cái heo quay mình cắt ra bên trong nó như thế này các bạn. Rất là ngon luôn. Da thì rất là giòn. Thường cái heo quay da giòn này các bạn đừng có khứa nó, cái da nó sẽ không có xuống mà nó sẽ chặt. Bởi vì người ta mới kêu là chặt heo quay chứ ít ai kêu mà sắc heo quay lắm. Đó, mình sẽ chặt như vậy là nó sẽ xuống đều luôn. Mà mình cũng phải dùng con dao nó hơi to. Này các bạn thấy miếng thịt rất là ngon. Dao nó hơi nặng mình chặt mới được nha. Dao nhẹ quá mình chặt không được. Con heo này nó nhiều mỡ á các bạn. Nó rất là béo, mềm. Các bạn nhìn cái miếng heo quay của mình nó không có bị khô nè. Nó không có bị khô. Đó.
rất là ngon luôn. Bên trong nó không có bị mặn, nó mặn là do cái lớp ngoài hôm qua mình chét muối để làm cái da nó giòn thì nó mặn phía ngoài này nè, nhưng mà nó không đáng kể các bạn. Nó làm như vậy nó làm cái heo quay mình nó thêm đậm đà luôn, không sao hết, rất là ngon, vị rất là vừa ăn, đúng giống như cái heo quay nguyên con mà người ta hay quay á. Là cái heo quay đó thường người ta sẽ không có quay lạc, mà nó sẽ vừa ăn để cho nó đỡ ngán. Chứ heo quay mà các bạn nêm cái vị nó lạc quá rất là dễ ngán. Thì mình còn cuốn rau sống nè, mình còn ăn với bún hoặc là bánh hỏi, do đó mình chấm thêm nước tương nữa cũng không không sao, vẫn rất là ngon. Nhiều bạn mình thấy các bạn làm heo quay này rất là nhiều, nhưng mà các bạn ướp rất là đơn sơ cho nên nó không ra cái vị heo quay của Việt Nam các bạn. Muốn ăn heo quay da giòn bắt buộc phải đúng tất cả các gia vị như thế này thì nó mới ra được cái vị heo quay Việt Nam. Thì clip của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Natha là cái kênh nấu về các món ăn Việt Nam. Nếu mà các bạn nào yêu thích các món ăn Việt Nam, các món bánh Việt Nam, các bạn nhớ đăng ký kênh nha. Mình sẽ theo dõi được rất là nhiều clip hay. Xin chào và hẹn gặp lại.